12, 16 cho thí sinh. Thí sinh khai bóng. Tiếp tục vượt qua một bóng kéo sân vừa né tránh vô cùng khó khăn. Vâng, điểm vẫn đưa lên 17, 12 cho Minh Thành. Một pha đập mạnh vẫn chắn ghi điểm. Điểm số rút ngắn còn 13, 17 cho đội Từ Sơn. Tiếp tục một pha đánh trên trắng và rất khó đỡ bóng kéo sân. Đội học Trường Sơn biết rồi tình cảm. Một pha đẩy bóng chặt trên trắng và ghi điểm. Đang Trường Sơn rút ngắn điểm số còn 14-18. Không thành công. Điểm số 20, 14 của khoảng cách rất xa. Và một điểm nữa thôi là đội Mika Nghĩa có thể kết thúc hiệp đấu đầu tiên này. Mika đã bóng. Rất nỗ lực và những pha chuyển lỗi nơi đó. Minh Khai Nguyên rất khắc phục và có ít chiến thắng. Điểm số 21 của đối là hiệp đấu đầu tiên.